anh em nãy giờ là cũng hơn tiếng đồng hồ quần thảo trên sông rồi, giờ anh em bắt đầu nhúng cái bếp than lên đây. Thì tôi nhe răng á coi. Nhe răng hè hè ra cho khỉ rồi nó nhảy. Khỉ nó nhảy luôn. Đây anh em, bếp than mình chuẩn bị trên ghe luôn. Quẹt mỗi tay lắm. Quẹt mỗi tay. Tranh thủ vàng trời mưa. Mây đen. Mày công nhận mày quạt vừa quạt mày cười giống khỉ vậy á. Rồi vô, giờ bắt đầu mình bỏ cá lên anh em ơi. Rồi, bắt đầu lên lửa. Nhiều quá. Lên than, lên than. Mình cũng miền Tây nè, mà miền Tây. Cái khỉ đột miền Tây nướng cá đó. Thơm quá anh em ơi. Chả mấy khi mà được vậy. Trời ơi nó thơm. Trời ơi. Đơn giản vậy thôi hả Tức? Gì phức tạp hả? Đừng, hết hồn. Kẹp vô đây, kẹp dầu dưới kia luôn. Kẹp gì? Kẹp dầu nó luôn, sắc lại. À vậy hả? Tấn nó kêu đừng. Đục hai ba con luôn hả? Mập à. Trời sao điều bắt con cá biển nướng điều. Ừ, con đó con nhà bự này kia ký quá Tấn à. Giàu có chưa chắc có được mấy cái cảnh à. Này à. Chặt kèo mấy bao con còn hai con ta. Chặt kìa. Nếu quay về chụp con nước cũng được. Cho tao mượn cái đũa tao gắp mấy con tôm ra cái tí. Ê Tấn. Mượn chút luôn á. Vô. Đổi ngược đầu rồi tao gắp. Vô hẹn mà. Rửa. À, rượu ngon. Xâm nước quá vậy chứ. Từ nãy giờ. Nhờ đi. Dứt định chèo đi cái tay anh đơ rồi. Má. Chấm mồi. Rồi tiếp. Đây, sơ sơ coi. Mẹ nó. Ngon. Ăn bánh cái tắt điều kiểu chết luôn. Nó hết tức mày. Tôi lặn xuống tôi bắt ơi. Bỏ ngon. Đừng kẹt tôi nghe, tôi lặn xuống tôi bắt. Quá ngay rồi. Bình ghê. Giật. Giật không? Quá, kìa uống con miếng mới giật. Rồi uống ít quá nó giật. Uống con miếng mới nó giật vậy đâu. Dạ. Ngon này vui lắm. Lâu lắm rồi mới giật vậy đó. Nè, uống đi giật cái ta được. Đây anh em. Từ trưa giờ nghe, bắt đầu thử nha. Ăn cá giật gì à? Có rau nè, có chấm không? Đâu, ô, đã. Không cơm, lấy cơm. Cá thôi cậu ơi, cá là ngon mà. Đứng mướn qua đây cho quay lắm. Không có ấy hết rồi. Quay sao mất cái lá lục bình kìa. Gì hả? Đây có nè. Quay. Sao dùng miếng mướn đây? Vô. Ui, nó cứ bập bền, nó cứ gập gần. Rồi đời sẽ đi về đâu? Trời ơi, cá gì sao ăn ngẩu trời. À, đã. Má cá nướng gì chết tao á. Uống vô. Nó giật giật à. Nó mướt không kìa. Nó mướt sao ta. Cá sống. Cá ngon mẹ thôi. Cái ai nướng mày ngon chứ hả? Này, ăn cá này khỏi cũng gọi luôn, cũng còn ăn cơm đông. Đâu đây bị kiếm mắm me đâu ra. Có vài chiếc ốm. Nói chuyện cũng ngon á. Đầy đủ đẹp quá ha. Nó còn hộp ở trong, có vị chua chuối ha. Ừ. Vô hồi nữa. Quá là hộp. Cái ấy chuối á, chuối hộp.
cái cơm chuối á. À, cơm. Còn cái hộp chuối không bao giờ nghe cái gì hết. Không, mình chua chua thơm, mùi thơm mà. Ra vàng thật mà. Thôi thôi. Trong nhà trong giờ uống luôn má. Tối chết. Mày đỡ chỗ này coi, nhức cái nách quá trời luôn. Giật giật giật. Chấm hết hết thôi, hao muối mày. Cái muối cũng hao. Đi đâu? Nó lại 2 ngày nữa. Nó bầu làm gì? Hết rồi. Nó chấm mồi cái cá kèo nó múc nan cáo mà nó múc em múc cà lem á. Bỏ bồng ở đâu cá kèo với chích vô thơm à. Ăn cá mà nó cứ ăn riết à. Cứ vậy đâu có giật 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 riết luôn á. Vô cái coi. Vô nha, vô vô vô. Trời ơi. Cái gì nữa. Đi coi. Uống giật đi. Vô coi, nhắm mồi coi. Ăn ít vậy sợ hao hả? Cắn cái cho con. Cắn hết mồi rồi. Cắn cái cho con làm cái coi. Dạ dạ. Sắc xương, sắc xương. À bỏ lên nướng lại nữa tao lại mày luôn. Hết mồi. Nóng hết mồi. Cái dảnh chấm muối hết đại luôn á. Cái đường hồng đại luôn không à. Đường hồng thì đang nướng chưa chín. Giờ mình ăn cá dảnh trước đi. Làm được sao đâu. Anh em ơi, cái lu bu quá. Cũng quê chứ đúng không? Giờ ngon quá. Muối nè. Đi đại hỏi em mình bỏ ngoài bỏ cà na là chấm muối là ngon lắm đó. Mày mốc luôn. Bỏ xuống đây nè. Cũng giống miền Tây không? Rồi anh em ơi, giờ là cũng 5 giờ kém rồi. Giờ anh em mình bắt đầu kéo ghe về bè nha. Chạy đưa chạy đưa à. Chạy thôi anh em ơi. Chạy thôi.